Thiệu Lệ Dĩnh đồng ý giảm nửa cát xê để đóng phim điện ảnh vì lý do này. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin, mức cát xê của Thiệu Lệ Dĩnh được cho là thấp hơn nhiều khi đóng phim truyền hình. Theo Sohu, nữ diễn viên chỉ nhận được khoảng 8 triệu nhân dân tệ, khoảng 28 tỷ đồng, khi đóng Dục Hỏa Chi Lộ, trong khi trước đó, cát xê của Thiệu Lệ Dĩnh khi đóng Giữ Phượng Hành là 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 70 tỷ đồng. Như vậy, mỹ nhân Hoa Ngữ đã chấp nhận giảm hơn một nửa số tiền thù lao để nhận bộ phim có nội dung đặc sắc đúng như bản thân từng tuyên bố, chỉ cần kịch bản hay là được, tôi không quan tâm đến tiền thù lao. Lời nói đi đôi với hành động của Thiệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều sự khen ngợi vì thể hiện sự kính nghiệp, tôn trọng khán giả. Ngoài Thiệu Lệ Dĩnh, các diễn viên chính còn lại của phim là Tiêu Ương và Lưu Diệp, lần lượt nhận các cát xê 10 triệu nhân dân tệ và 8 triệu nhân dân tệ. Tiêu Ương vốn là diễn viên gạo cội đã được công nhận của màn ảnh Hoa Ngữ, nhận mức cát xê cao nhất bộ phim. Trong khi đó, Lưu Diệp có kinh nghiệm phong phú hơn, nhưng cũng chỉ nhận được số thù lao tương đương với Thiệu Lệ Dĩnh. Điều này cho thấy mỹ nhân 8X thực sự được các đạo diễn công nhận, đánh giá cao về khả năng gánh phim. Sau 10 ngày ra mắt, Dục Hỏa Chi Lộ có doanh thu vượt mức 355 triệu nhân dân tệ, khoảng 1.247 tỷ đồng. Dự đoán có thể cán mốc hơn 500 triệu nhân dân tệ trong thời gian tới. Phim vươn lên đứng vị trí thứ 2 trong tổng 3 phim ra rạp dịp Quốc Khánh 2024. Ngoài ra, diễn xuất của Thiệu Lệ Dĩnh trong phim đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả đánh giá, Thiệu Lệ Dĩnh giữ được phong độ diễn xuất tốt và có mắt chọn kịch bản đa dạng. Họ tin cô sẽ tiếp tục hái được quả ngọt. Một số đánh giá khác cho thấy, vai diễn của Thiệu Lệ Dĩnh trong phim Dục Hỏa Chi Lộ có diễn xuất ổn, không phải là đỉnh cao, nhưng chạm được trái tim người xem, cảnh khóc của cô gây xúc động cho người xem. Về nội dung, phim được khen có tình tiết ổn, nam nữ chính kết hợp ăn ý, đặc biệt, hình ảnh Thiệu Lệ Dĩnh đội hoa lên đầu đang tạo trend và thu hút khán giả. Sắp tới, bộ phim Tâm Sự của Kiều Nghiên do Thiệu Lệ Dĩnh và Tân Chỉ Lôi đóng chính cũng sẽ sớm ra rạp trong tháng 10. Nếu bộ phim tiếp tục đem về thắng lợi phòng vé, sự nghiệp điện ảnh của Thiệu Lệ Dĩnh sẽ ngày càng mở rộng. Thánh nữ xuyên không Thiệu Lộ Tư luôn áp dụng công thức 1121 để trẻ trung và thần thái, ai cũng nên biết sớm. Thiệu Lộ Tư là một nữ diễn viên trẻ sinh năm 1998 trong làng giải trí Trung Quốc. Cô nổi tiếng với vẻ ngoài tươi sáng dễ thương, cùng lối diễn xuất đáng yêu, đặc biệt là trong các bộ phim truyền hình cổ trang và lãng mạn. Chính vì cô hay đóng phim mang đề tài xuyên không, cho nên đã sở hữu biệt danh Thánh nữ xuyên không. Nữ diễn viên bắt đầu được chú ý qua các video trên một số nền tảng như Douyin, nhờ vẻ ngoài dễ thương và phong cách trẻ trung. Sau đó, cô đã bước chân vào lĩnh vực diễn xuất với vai trò diễn viên trong những bộ phim chiếu mạng. Năm 2017, Thiệu Lộ Tư có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Phượng Tù Hoàng. Bước ngoặt sự nghiệp của cô đến từ Xuân Hoa Thu Nguyệt, một bộ phim cổ trang hài lãng mạn chiếu mạng. Với vai nữ chính Xuân Hoa, cô đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả, nhờ diễn xuất hồn nhiên và ngoại hình dễ thương. Hiện nay, Thiệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên trẻ có lượng người theo dõi khổng lồ trên các mạng xã hội như Weibo, Douyin và Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân, công việc và các hoạt động giải trí. Việc này giúp cô duy trì sự kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ. Bí quyết giảm cân 1121 của Thiệu Lộ Tư. Vừa qua, trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Thời Trang Vogue, Thiệu Lộ Tư đã chia sẻ một bí quyết ăn uống giúp giảm cân cực đơn giản, mà bản thân cô đặt tên là 1121. Cụ thể, công thức này chính là trong mỗi bữa ăn, cô sẽ ăn một món chính, một miếng thịt bằng lòng bàn tay, hai khẩu phần rau, một hũ sữa chua. Nữ diễn viên cho biết, khi ăn theo cách này, cơ thể sẽ hấp thụ được tất cả các loại carbohydrate, protein và chất xơ cần thiết. Một món ăn chính. Thiệu Lộ Tư thường chọn món ăn chính có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, chất xơ và vitamin như cá hồi, gà nạc, rau củ hoặc các loại hạt. Những món này giúp cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, trong khi vẫn hạn chế được lượng calo nạp vào người. Ngoài ra, khi ăn một món chính với thành phần dinh dưỡng cân đối, quá trình tiêu hóa sẽ diễn ra thuận lợi hơn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ dưỡng chất và duy trì quá trình trao đổi chất ổn định. Các thực phẩm giàu protein và chất xơ như thịt gà, cá, rau xanh giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa. Một miếng thịt bằng lòng bàn tay. Ăn một miếng thịt bằng kích thước lòng bàn tay là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để quản lý khẩu phần ăn. Kích thước này thường tương ứng với khoảng 100 đến 150 gram thịt nạc như thịt gà, bò, cá. Một lượng đủ để cung cấp protein mà không gây dư thừa calo. Theo các chuyên gia, protein là thành phần dinh dưỡng quan trọng giúp cơ thể phát triển, duy trì cơ bắp, hỗ trợ quá trình phục hồi sau khi vận động.
Một miếng thịt bằng lòng bàn tay cung cấp khoảng 20-30g protein, tương đương với lượng khuyến nghị cho mỗi bữa ăn để duy trì sức khỏe và năng lượng. Thêm vào đó, protein từ thịt giúp cảm thấy no lâu hơn so với carbon hydrate hoặc chất béo, do đó hạn chế việc ăn quá nhiều hoặc ăn vặt sau bữa ăn. Điều này giúp nữ ca sĩ kiểm soát cơn thèm ăn và duy trì chế độ giảm cân hiệu quả. Hai khẩu phần rau. Nhìn chung, việc ăn đủ rau hàng ngày là yếu tố quan trọng để giảm cân. Chất xơ trong rau giúp tạo cảm giác no lâu hơn mà không cung cấp quá nhiều calo, từ đó kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Việc ăn rau trước các món giàu calo có thể giúp giảm thèm ăn và tránh tiêu thụ quá mức loại thực phẩm khác. Ngoài ra, rau xanh có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất cần thiết. Bằng cách ăn nhiều rau, bạn có thể giảm lượng calo nạp vào hàng ngày, nhưng vẫn đảm bảo cơ thể nhận được các vitamin và khoáng chất cần thiết, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân một cách lành mạnh. Đặc biệt hơn cả, vitamin C, E và các chất chống oxy hóa có trong rau giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, làm cho da săn chắc và mịn màng hơn. Đồng thời, chất chống oxy hóa giúp giảm các tác động của tia UV và ô nhiễm lên làn da, ngăn ngừa lão hóa sớm. Một hũ sữa chua. Mỗi ngày, Triệu Lộ Tư luôn ăn một hũ sữa chua để hỗ trợ hệ tiêu hóa cũng như cải thiện ngoại hình. Sữa chua chứa nhiều vi khuẩn có lợi như Lactobacillus và Bifidobacterium, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Những lợi khuẩn này hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, tiêu chảy và các chứng rối loạn tiêu hóa khác. Bên cạnh đó, sữa chua ít béo hoặc không béo là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, phù hợp với những ai muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Chất đạm và chất béo lành mạnh trong sữa chua giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế ăn vặt không lành mạnh. Nữ diễn viên còn chia sẻ, sữa chua chứa nhiều vitamin như vitamin B2, B12 và các khoáng chất cần thiết, giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Những dưỡng chất này thúc đẩy quá trình tái tạo da, làm sáng da và giảm các dấu hiệu lão hóa. Ngọc nữ khiến cả châu Á điêu đứng, mất sự nghiệp vì scandal, giờ sắc vóc lên xuống như đồ thị hình sinh. Trung Hân Đồng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng Hồng Kông, Trung Quốc, với nhan sắc khiến ai cũng phải mê mẩn. Bước vào ngành giải trí ở độ tuổi 20, khi ra mắt là thành viên của nhóm Twins, mỹ nhân sinh năm 1981 đã gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, xuất thần. Cô sở hữu nhan sắc trời phú với đường nét khuôn mặt hoàn hảo, thanh thoát, đôi mắt to tròn long lanh, cùng làn da trắng sáng. Với nhan sắc băng thanh ngọc khiết, trong trẻo vạ người mê, nữ diễn viên còn được mệnh danh là ngọc nữ của xứ Cảng. Từng có một sự nghiệp ấn tượng từ âm nhạc đến điện ảnh, nhưng Trung Hân Đồng dường như sụp đổ hoàn toàn. Bởi scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy, hình tượng ngọc nữ thuần khiết trong sáng của cô cũng khó lòng mà giữ được, đành phải mở họp báo xin lỗi. Sau đó, Pins cũng đóng băng hoạt động và Trung Hân Đồng phải tạm rời showbiz một năm để dư luận nguôi ngoai. Trở lại làng giải trí sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục bị công chúng ghẻ lạnh, cô phải mất gần 10 năm để được công chúng đón nhận trở lại. Tuy nhiên lúc này, tuổi tác và diễn xuất của ngọc nữ nức tiếng một thời đều đã bị mai một, không còn có thể cạnh tranh với các đồng nghiệp cùng trang lứa, với đàn em thì càng khó hơn. Những bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên đều không tạo được tiếng vang, cô phải chuyển sang tham gia chương trình giải trí để cứu vớt lại danh tiếng. Không những mất đi sự nghiệp, đường tình duyên của Trung Hân Đồng cũng không kém phần lận đận. Ở tuổi U45, cô vẫn lẻ bóng một mình sau cuộc ly hôn ồn ào với Lại Hoàng Quốc. Hậu ly hôn một thời gian, Trung Hân Đồng từng khiến dân tình choáng váng khi tăng cân chóng mặt, lộ gương mặt tròn trịa, đường nét cũng bị phá hết. Truyền thông xứ Trung từng đưa tin, từng bắt gặp cô đến trung tâm y tế để được hỗ trợ về chế độ dinh dưỡng lẫn tập luyện sau biến cố tình cảm. Sau đó, cô lại gây sốt mạng xã hội với hình ảnh cam thường trên phố vô cùng xinh đẹp. Lúc này, cô đã lấy lại phong độ nhan sắc cùng thân hình mảnh mai sau khi đã giảm tận 10kg, cùng với lối ăn mặc trẻ trung, người ta như được thấy lại Trung Hân Đồng thời đỉnh cao nhan sắc. Tuy nhiên mới đây, ngoại hình của Trung Hân Đồng tại concert của Twins tiếp tục trở thành tâm điểm cõi mạng. Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đã tăng cân trở lại, cơ thể trở nên kém thon gọn và mất đi sự quyến rũ. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.